Kính thưa quý vị, cuộc sống của con người đã thay đổi toàn diện kể từ khi kháng sinh được đưa vào sử dụng từ thập niên 40 của thế kỷ trước. Đây là một thành tựu y học có ý nghĩa to lớn trong lịch sử loài người. Tuy nhiên thì những năm gần đây xuất hiện một thực tế đáng lo ngại, đó là tình trạng kháng kháng sinh, tức là uống kháng sinh vào mà bệnh tình không thuyên giảm bởi vì vi khuẩn bị nhờn thuốc. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo có 10 triệu người có thể tử vong mỗi năm do vi khuẩn kháng thuốc. Điều này gây khó khăn cho các bác sĩ trong việc điều trị. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lý giải nguyên nhân của tình trạng kháng kháng sinh này. Xin mời Phó sư tiến sĩ Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Và hôm nay chúng ta có một khách mời rất đặc biệt, phải không anh Bách? Đúng thế, hôm nay chúng ta rất là vinh dự có sự tham dự của giáo sư Kazunoji Matsuda từ Viện Nghiên cứu Vi sinh Yaku, Nhật Bản. Xin cảm ơn anh đã tham dự chương trình. Thưa quý vị, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao, có những loại vi khuẩn mà tỷ lệ kháng kháng sinh lên đến 90%. Trước khi trao đổi với giáo sư Kazunoji Matsuda, chúng tôi xin mời quý vị tới Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai. Ở đây đang có rất nhiều bệnh nhân kháng tất cả các loại kháng sinh điều trị. Tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, chỉ những ca đặc biệt mới có tấm biển treo đầu giường bệnh như thế này. Đây là tên loại vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm mà bệnh nhân bị nhiễm. Nó kháng với hầu hết nhóm kháng sinh thế hệ mới. Bệnh nhân nữ 66 tuổi này lúc đầu được chuyển từ tuyến tỉnh lên để điều trị uốn ván. Sau 2 tuần, triệu chứng co giật giảm nhưng tiên lượng xấu, vẫn phải thở máy do bị cả nhiễm trùng máu và nhiễm trùng bệnh viện. Chúng tôi đã nuôi cấy ra thì đều gặp 3 con vi khuẩn đa kháng. Thứ nhất là con vi khuẩn là Klebsiella pneumoniae, thứ hai là con vi khuẩn Acinetobacter baumannii và thứ ba là con trực khuẩn màu xanh, và đang phải điều trị những cái kháng sinh rất là mạnh và đắt tiền, phải phối hợp thì chúng tôi phải dùng đến nhóm colistin. Điều trị kháng thuốc vô cùng khó khăn và riêng thuốc đã hơn 10 triệu đồng một ngày. Với bệnh nhân người dân tộc này điều trị sơ gan, nhiễm trùng đường mật, giờ bị nhiễm trùng máu kèm hai loại vi khuẩn kháng thuốc, không biết có thể nằm viện được bao lâu nữa. Tình trạng đa kháng thuốc hiện diễn biến phức tạp hơn, bởi trước chủ yếu phát hiện tại đơn vị hồi sức tích cực của các bệnh viện lớn, nhưng bây giờ đã có trường hợp chẩn đoán từ tuyến tỉnh, như bệnh nhân 56 tuổi này bị u đường mật được chuyển từ Hải Dương lên với kết quả kháng sinh đồ, phát hiện nhiễm loại vi khuẩn kháng thuốc. Phải có thể phát minh ra một cái nhóm kháng sinh mới phải mất khoảng 30 năm, nhưng mà chỉ trong vòng khoảng 10 năm là cái nhóm kháng sinh đó đã bị kháng rồi. Thế thì cái này cũng cảnh báo cho cái việc mà thực hành an toàn, cái sử dụng kháng sinh một cách hợp lý, không có cái lạm dụng. Vi khuẩn kháng thuốc ngoài cơ chế tự nhiên còn dễ lây trong quá trình làm thủ thuật, phẫu thuật, rất khó tránh tại những cơ sở y tế lớn đông bệnh nhân. Nó nhiễm qua đường hô hấp, tiêu hóa, qua da, niêm mạc. Dù điều trị cực kỳ tốn kém, mà nguy cơ tử vong vẫn cao. Các chuyên gia đã đưa ra 3 nguyên nhân dẫn tới tình trạng kháng kháng sinh tại Việt Nam. Đó là bán thuốc không kê đơn, nhiễm khuẩn bệnh viện và lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản. Kháng sinh có thể tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh, nhưng cũng đồng thời tiêu diệt cả những lợi khuẩn, thậm chí tạo điều kiện cho các vi khuẩn gây bệnh kháng lại kháng sinh. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Ông có thể vui lòng chia sẻ cho chúng tôi về cơ chế tác động của thuốc kháng sinh lên vi khuẩn không ạ? Các kháng sinh tiêu diệt vi khuẩn hoặc ức chế sự phát triển của chúng bằng cách ngăn chặn sự tổng hợp của thành tế bào vi khuẩn hoặc một số protein. Mỗi loại kháng sinh sẽ tiêu diệt những loại vi khuẩn khác nhau, vậy nên chúng ta cần phải lựa chọn sử dụng những loại kháng sinh phù hợp dựa trên các triệu chứng bệnh và chỉ nên sử dụng một lượng đủ. Vâng, chúng ta đều biết rằng sử dụng sai cách hoặc là lạm dụng kháng sinh sẽ dẫn đến hiện tượng kháng kháng sinh, kèm theo nhiều vấn đề về sức khỏe. Ngoài ra còn có những hậu quả nghiêm trọng cần chú ý liên quan đến sử dụng kháng sinh sai cách. Đúng vậy, kháng kháng sinh là một hiện tượng đáng lo ngại. Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề nghiêm trọng khác. Do việc điều trị bằng kháng sinh rất mạnh mẽ và do đó loại bỏ không chỉ mầm bệnh mà cả vi khuẩn có lợi trong ruột. Đôi khi kháng sinh gây ra tác dụng phụ như tiêu chảy nghiêm trọng, được gọi là tiêu chảy do kháng sinh. Triệu chứng này thường được thấy ở những bệnh nhân lớn tuổi và có thể dẫn tới các triệu chứng viêm nhiễm nghiêm trọng. Do đó chúng ta phải vô cùng cẩn trọng. Chúng tôi rất muốn biết thêm về thực trạng sử dụng kháng sinh tại Nhật Bản. Ở Nhật thì liệu người dân có thể mua kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ không ạ? Tại Nhật Bản, chúng tôi buộc phải có giấy kê đơn của bác sĩ để mang tới các hiệu thuốc. Chỉ có các dược sĩ tại hiệu thuốc mới có thể phân phối kháng sinh theo đơn của bác sĩ, kèm theo hướng dẫn sử dụng cho người dùng. Ông có thể chia sẻ về những biện pháp quản lý kháng sinh đang được chính quyền Nhật Bản áp dụng mà Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm?
Tại Nhật Bản, chúng tôi vẫn sử dụng kháng sinh trong lĩnh vực y học. Tuy nhiên, gần đây chúng tôi đang áp dụng hướng tiếp cận mới là sử dụng những lợi khuẩn trong quá trình trị liệu. Do quá trình sử dụng kháng sinh sẽ làm mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, việc bổ sung thêm các lợi khuẩn khi đang uống kháng sinh sẽ giúp cho chúng ta tìm lại sự cân bằng. Đây là một phương pháp rất hiệu quả trong y học hiện nay. Ông có thể giải thích thêm về những loại vi khuẩn nào là có hại cho cơ thể con người và cơ chế tác động của chúng như thế nào? Trong hệ tiêu hóa của chúng ta có một số lượng lớn các loại vi khuẩn khác nhau. Do việc giữ cân bằng tốt cho hệ vi sinh vật đường ruột là yếu tố chính để duy trì sức khỏe của chúng ta. Hiện nay tại Nhật Bản, chúng tôi tập trung áp dụng phương pháp mới là bổ sung các lợi khuẩn để giữ cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Thank you. Thưa quý vị, như là giáo sư Matsuda vừa có nói thì có rất nhiều loại vi khuẩn trong cơ thể là có lợi cho sức khỏe. Và người Nhật Bản thì có những nghiên cứu khoa học để đưa ra chế độ dinh dưỡng lành mạnh, hỗ trợ hoạt động của những lợi khuẩn đó. Chúng ta đều biết là hiện người Nhật Bản có tuổi thọ trung bình thuộc hàng cao nhất thế giới. Và sau đây thì nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản sẽ giúp quý vị tìm hiểu bữa ăn của người Nhật Bản như thế nào. Các thành viên gia đình anh Eiichiro Osuka sống quây quần trong một ngôi nhà nhỏ nhưng đầm ấm ở thành phố Tokyo. Mẹ anh, bà Mayumi Osuka cho biết, gia đình đã duy trì thói quen ăn uống lành mạnh trong nhiều thế hệ. Từ ngày xưa, chúng tôi đã có thói quen ăn các món chính là gạo, cá, rau và rong biển. Đậu tương cũng rất phổ biến. Theo quan niệm truyền thống, thì những món ăn từ thiên nhiên rất có lợi cho sức khỏe. Trong những năm gần đây, tại Nhật Bản đã xuất hiện cuộc vận động giảm lượng muối dùng cho các bữa ăn do lo ngại về các chứng bệnh huyết áp cao và đột quỵ. Người Nhật Bản được khuyến cáo chỉ nên hấp thụ 5 gram muối mỗi ngày để giảm thiểu nguy cơ bệnh tật. Muối là cần thiết nhưng ăn nhiều quá cũng không tốt, vì thế chúng tôi đang cố gắng hạn chế. Khi nấu ăn, tôi thường quan tâm đến mua nhiều rau và ít sử dụng dầu mỡ. Theo các chuyên gia, một trong những lý do chính giúp người Nhật Bản gia tăng tuổi thọ chính là chất lượng dinh dưỡng của mỗi bữa ăn. Sự cải thiện dinh dưỡng đã giúp tuổi thọ trung bình của người Nhật Bản tăng thêm 6 tuổi chỉ trong vòng 30 năm trở lại đây. Sữa uống lên men là một thực phẩm không thể thiếu trong khẩu phần ăn của người Nhật, từ trẻ em cho tới người già. Người Nhật tin rằng mỗi ngày chỉ cần sử dụng tối thiểu 1 đến 2 chai là đủ để có đường ruột khỏe mạnh. Bảo vệ sức khỏe đường ruột là điều rất quan trọng để đảm bảo khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và tăng khả năng đề kháng bệnh tật. Theo những nghiên cứu của chúng tôi, vi khuẩn trong sữa uống lên men giúp bảo vệ sức khỏe đường ruột, nhất là với người cao tuổi. Năm 2018, tuổi thọ trung bình của người Nhật là gần 84 tuổi, thuộc hàng cao nhất thế giới. Việc chú ý đến dinh dưỡng trong các bữa ăn và duy trì vận động được cho rằng sẽ giúp người Nhật sống lâu và sống khỏe hơn trong các thập niên tiếp theo. Chúng ta đã biết là có những vi khuẩn có lợi trong cơ thể con người. Vậy thì ông có thể nói thêm về cách phân biệt giữa lợi khuẩn và các loại vi khuẩn khác hay không? Lợi khuẩn có thể hỗ trợ tiêu hóa các chất xơ trong thành phần thức ăn và tiết ra các loại axit hữu cơ như là axit acetic và axit lactic, rất quan trọng để duy trì sức khỏe của chúng ta. Và đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa lợi khuẩn và các loại vi khuẩn khác. Ngoài ra, rất nhiều nghiên cứu gần đây đã chỉ ra vai trò của lợi khuẩn trong việc tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ ung thư và ngăn ngừa nhiễm trùng. Chúng ta đã biết là có những vi khuẩn có lợi trong cơ thể con người. Vậy thì ông có thể nói thêm về cách phân biệt giữa lợi khuẩn và các loại vi khuẩn khác hay không? Một số lợi khuẩn có tác dụng tăng cường thể trạng và hỗ trợ phòng ngừa ung thư, cũng như là các bệnh mãn tính khác. Thưa ông, có rất nhiều khán giả quan tâm đã gửi câu hỏi về chương trình. Mong ông có thể giải đáp một vài câu hỏi. Ông có thể giải thích rõ hơn về những loại vi khuẩn gây hại cho sức khỏe và cơ chế hoạt động của chúng. Đã có rất nhiều nghiên cứu về áp dụng lợi khuẩn để làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Chúng ta đã có báo cáo về lợi khuẩn giúp ngăn ngừa mắc các bệnh ung thư như là ung thư đại trực tràng và ung thư vú. Điều này phụ thuộc vào từng loại vi khuẩn khác nhau.
Ví dụ như vi khuẩn Pasolini trong ruột của chúng ta sẽ tiết ra các chất độc hại đối với sức khỏe của chúng ta. Xin ông giới thiệu thêm về các hoạt động tại Viện Nghiên cứu Vi sinh mà ông đang công tác. Tại Viện Nghiên cứu Vi sinh Yakun, chúng tôi nghiên cứu rất nhiều về các chủng loại lợi khuẩn và tác động tích cực của chúng tới sức khỏe của con người, như là phòng ngừa ung thư, kiểm soát bệnh tật, bên cạnh những nghiên cứu về sức khỏe đường ruột. Vậy ông có đánh giá gì về tầm quan trọng của lợi khuẩn đối với cơ thể con người, đặc biệt là việc ngăn ngừa một số loại bệnh? Các lợi khuẩn sẽ giúp cho hệ vi sinh đường ruột được duy trì ở một trạng thái cân bằng và nhờ đó giảm được các vi khuẩn có hại. Chính vì vậy, chúng ta nên bổ sung các thực phẩm có chứa lợi khuẩn thường xuyên để duy trì một sức khỏe tốt. Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ vô cùng hữu ích. Kính thưa quý vị, xung quanh chúng ta có các loại vi khuẩn gây bệnh và cả những vi khuẩn thân thiện có lợi với sức khỏe, giúp nâng cao thể trạng, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh. Để phát huy tốt nhất các lợi ích trong sự tương tác giữa cơ thể con người và hệ vi khuẩn, chúng ta cần phải hiểu rõ vai trò của chúng, cũng như thực hiện các chế độ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng hợp lý, tuân thủ chỉ định và sử dụng thuốc kháng sinh đúng cách. Hãy hiểu rõ cơ thể của bạn.